Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Công nghiệp Lào Cai số tháng 2 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng kết thúc năm 2017, ngành công nghiệp Lào Cai đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 24.888 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8%, đã cho thấy những giải pháp tháo gỡ khó khăn của Bộ Công Thương và của tỉnh, đặc biệt là về đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp chủ lực đã phát huy hiệu quả tích cực. Đây cũng là điều kiện nền tảng, tạo tiền đề vững chắc để trong năm 2018 này, ngành công nghiệp Lào Cai sẽ có bước tăng trưởng đột phá, xứng đáng là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất trong cơ cấu kinh tế địa phương. Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp Lào Cai trong năm 2017 là ngành sản xuất phân bón. Với việc chính phủ áp dụng chính sách phòng vệ thương mại, cộng với hàng loạt giải pháp mà các doanh nghiệp áp dụng nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh, ngành sản xuất phân bón địa phương đã có sự hồi sinh mạnh mẽ. Đơn cử như nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 thuộc tập đoàn Vinachem. Năm 2017, tuy nhà máy mới sản xuất được khoảng 50% công suất, sản lượng đạt 150.000 tấn. Nhưng kết quả này cũng đã là thành công vượt xa mong đợi, nếu xét trong bối cảnh khó khăn chung của ngành sản xuất phân bón trong cả nước. Điều quan trọng hơn là những nút thắt quan trọng nhất tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị như tái cơ cấu lại bộ máy, xây dựng thị trường tiêu thụ, hợp lý hóa sản xuất để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm đều đã được tháo gỡ. Theo lãnh đạo nhà máy DAP số 2, thì sau khi vượt qua khó khăn của năm 2017, toàn đơn vị đang rất quyết tâm để trong năm nay sẽ đạt 70% công suất với sản lượng trên 200.000 tấn. Để làm được điều này, rất nhiều giải pháp đã được ban giám đốc nhà máy đưa ra ngay từ những ngày đầu năm. Đối với công ty DAP, đối với công ty nói chung ấy, thì thực sự là cái nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của DAP chúng tôi đó là phải ổn định sản xuất và phải nâng cao sản lượng. Chỉ khi nâng cao được sản lượng thì mới giảm được cái chi phí biến đổi xuống. Đấy, mặt đó thì để làm được việc đó thì phải huy động tất cả các cái vận động, tức là nội lực của anh em, sự đoàn kết nhất trí của ban lãnh đạo công ty và người lao động, thì chúng ta một lòng thì để cải tiến được các cái sản xuất máy móc thiết bị để đưa vào vận hành cao tải. Cái thứ hai thì đó là chúng tôi phải mở rộng thị trường. Ngày xưa thì có thể là chúng ta tập trung vào một số các cái thị trường trọng điểm, nhưng bây giờ chúng ta sẽ mở rộng thị trường trong toàn quốc và hướng tới là xuất khẩu. Tương tự như vậy, trong năm 2017, chi nhánh luyện đồng Tàng Lỏng gặp phải rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của thị trường. Tuy nhiên, nhờ những điều chỉnh kịp thời của Trung ương về chính sách, đặc biệt là sự nỗ lực của nhà máy trong việc chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm và áp dụng các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, năm 2017, đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra với sản lượng đồng thương phẩm đạt 12.000 tấn. Theo lãnh đạo chi nhánh luyện đồng Lào Cai, thì do hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định nên người lao động yên tâm làm việc, đồng lòng, nỗ lực vì sự phát triển chung. Năm 2018 này, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất đạt từ 100% công suất trở lên. Mục tiêu này không phải nhiệm vụ quá khó khăn, bởi hiện tại đang có rất nhiều tín hiệu lạc quan cho thấy thị trường tiêu thụ đồng thương phẩm sẽ vẫn tiếp tục duy trì ổn định. Cùng với đó, nhà máy cũng đang triển khai rất nhiều giải pháp mang tính đột phá để năm 2018 thực sự là một năm khởi sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2018 thì chi nhánh Luyện Đồng chúng tôi được Tổng ty Khoáng sản giao sản xuất là 12.000 tấn đồng cathode và 43.000 tấn axit sumric. Thì với cái mục tiêu nó rất là rõ ràng và nó cao như vậy thì chúng tôi cũng xây dựng những cái giải pháp, các cái biện pháp để mà thực hiện cái kế hoạch đưa ra. Thì ở đây các cái giải pháp chúng tôi tập trung đưa ra là thứ nhất là chúng tôi cũng phải tiếp tục tăng cường cái công tác về vận hành, rồi là sửa chữa bảo dưỡng các cái thiết bị. Thế tập trung là sửa chữa các cái thiết bị trong các cái kỳ sửa chữa trung đại tu, sửa chữa lớn để làm sao mà kéo dài được cái thời gian mà vận hành có ích của toàn bộ cái dây chuyền sản xuất. Thủy điện là một trong những lĩnh vực có đóng góp rất lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp Lào Cai. Năm 2017, đã có thêm 4 nhà máy thủy điện đi vào vận hành, giúp gia tăng đáng kể sản lượng điện của địa phương. Với nguồn nước dồi dào, năm qua các nhà máy thủy điện trên địa bàn đều cơ bản hoạt động hết công suất, đạt trên 3 tỷ kWh, đóng góp hơn 20% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Đặc biệt, năm 2018 sẽ có thêm một số dự án nhà máy thủy điện lớn hoàn thành đầu tư và đi vào vận hành,
hứa hẹn đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp Lào Cai. Về hiện nay thì công ty 299 hiện nay đang đầu tư hai cái dự án thủy điện ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đó là dự án thủy điện Nậm Củn và dự án thủy điện Nậm Củn 2. Thì cho đến nay thì dự án thủy điện Nậm Củn sẽ dự kiến là đi vào phát điện trong tháng 1 năm 2017. Dự án thủy điện Nậm Củn 2 thì dự kiến là phát điện vào tháng 7 năm 2018. Đấy, thì hiện nay thì về cơ bản là các cái thủ tục pháp lý liên quan đến các tác phát điện của dự án thủy điện Nậm Củn thì hiện nay là công ty 299 đã chuẩn bị hoàn tất và dự kiến là trong tháng 1 sẽ hoàn thành để phát điện. Còn các cái dự án còn thủ tục cho các cái dự án thủy điện Nậm Củn 2 thì cũng đang triển khai và cái công tác thi công trên công trường thì hiện nay là cũng đang là tấp nập để đảm bảo cái việc phát điện ở trong tháng 7 năm 2018. Cũng trong năm nay, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn theo nguyên tắc bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp Kim Thành, Bản Vược. Cùng với đó, những giải pháp vĩ mô như duy trì áp thuế tự vệ đối với sản phẩm thép, phôi thép, áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để giúp công nghiệp Lào Cai tạo được sự bứt phá trong thời gian tới. Để mà thu hút lấp đầy các khu công nghiệp thì trong những năm vừa qua thì Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cũng đã tham mưu cho tỉnh thực hiện một số những cơ chế chính sách giải pháp cụ thể như sau. Trước hết là thực hiện tốt công tác quy hoạch, từ quy hoạch chung đến quy hoạch chi tiết để đảm bảo cân đối đủ quỹ đất thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trong các khu công nghiệp. Thứ hai là ngân sách nhà nước phải ưu tiên nguồn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo có mặt bằng sạch để phục vụ cho các doanh nghiệp vào đầu tư. Thứ ba là ưu tiên nguồn vốn ngân sách để đầu tư cơ sở tầng kỹ thuật, đặc biệt là một số những cơ sở tầng kỹ thuật thiết yếu về cấp điện, cấp nước, giao thông và hệ thống xử lý môi trường. Thứ ba là thực hiện tốt các chính sách ưu đãi theo quyết định 72 của Thủ tướng Chính phủ, đó là ưu đãi về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Và hàng năm thì tỉnh đều tổ chức các hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp để nghe các doanh nghiệp phản ảnh những khó khăn vướng mắc. Trên cơ sở đó thì kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Công nghiệp Lào Cai năm 2018 cũng không chỉ có thuận lợi mà được dự báo sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, nhất là nguyên liệu đầu vào như thuế, phí tăng. Cùng với đó, các nhà máy cũng bắt buộc phải tăng chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường. Việc chính phủ tiếp tục thắt chặt cắt giảm đầu tư công cũng sẽ dẫn tới nguồn lực đầu tư của nhà nước hạn chế, trong khi việc huy động đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu cụm công nghiệp của tỉnh hiện vẫn đang còn rất nhiều khó khăn. Tất cả những vấn đề này đều đã được ngành công thương Lào Cai nhìn nhận và đề ra giải pháp khắc phục để công nghiệp địa phương thực sự có được một năm khởi sắc. Theo đó, tỉnh sẽ chú trọng thu hút các dự án công nghiệp nhẹ, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến sâu từ sản phẩm kim loại, đồng, gang thép, hóa chất nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm. Mục tiêu của Lào Cai là phấn đấu nâng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 27.500 tỷ đồng trong năm nay. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phát triển điện lực, huy động tối đa nguồn ngân sách từ trung ương cho các dự án hạ tầng quan trọng, thực sự đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực khai khoáng. Thì có thể nói là cái cơ sở hạ tầng cũng bắt đầu được cải thiện. Như việc mà đường cao tốc thì cũng bắt đầu cũng cải tạo, mở rộng đường cao tốc thì cũng bắt đầu được triển khai. Và đến nay về cơ bản cái giai đoạn triển khai này cũng đã thành, nhưng cái đó nó cũng đưa đến cho cái năng lực vận tải trên địa bàn tỉnh cũng tăng. Rồi thì cùng với đó là cái hạ tầng kỹ thuật trong các khu cụm công nghiệp thì cũng được cải thiện. Đặc biệt là cái hệ thống điện nước thì cũng hoàn thiện, ngày càng hoàn thiện dần, nên nó tạo một cái điều kiện thuận lợi cho cái công nghiệp phát triển. Thế ngoài ra thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng rất là quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái chính sách như giảm phí, thì xây dựng hàng rào kỹ thuật phòng vệ cho thép, phôi thép cũng như là phân bón nhập khẩu, và từ đó thì cũng tạo điều kiện cho ngành công nghiệp của tỉnh cũng được phát triển. Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm
giai đoạn 2016-2020. Với những thuận lợi đang được tạo ra từ chính sách đến thị trường, những tiềm năng lớn của ngành công nghiệp địa phương hứa hẹn sẽ được khai thác mạnh mẽ. Với việc hàng loạt các dự án ở nhiều lĩnh vực, từ khai thác chế biến khoáng sản, nông sản đến thủy điện và các dự án công nghiệp phụ trợ được triển khai, mục tiêu đạt giá trị sản xuất trên 27.500 tỷ đồng của công nghiệp Lào Cai trong năm 2018 là có cơ sở và hoàn toàn khả thi, tiếp tục khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của ngành trong cơ cấu kinh tế địa phương.